Sáng ngày 3 tháng 12, dưới thời tiết se lạnh của mùa đông Hà Nội, giải bóng bàn chung cư Hà Nội lần thứ nhất năm 2022, tranh cúp Campito chính thức được khởi tranh. Sau 2 năm dịch bệnh Covid, phong trào tập luyện bóng bàn tại các tòa chung cư ở Hà Nội lại nở rộ và phát triển mạnh mẽ với số lượng người chơi tăng lên đáng kể. Mô hình câu lạc bộ bóng bàn phù hợp với không gian của các phòng sinh hoạt cộng đồng trong các tòa chung cư. Từ đó, nhu cầu giao lưu, thi đấu của những người chơi bóng bàn tại các câu lạc bộ ngày càng tăng cao. Nắm bắt nguyện vọng đó, Diễn đàn Bóng bàn Việt Nam là thành viên của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đã tổ chức một sân chơi nhằm tạo cơ hội, giao lưu gắn kết và giúp những người chơi bóng bàn ở chung cư hòa nhập vào phong trào bóng bàn trong cả nước. Giải bóng bàn chung cư Hà Nội lần thứ nhất ra đời với mục đích xây dựng sân chơi cho các vận động viên bóng bàn phong trào là cư dân của các nhà chung cư tại khu vực Hà Nội. Tạo cơ hội cho các vận động viên được thi đấu, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh thi đấu cho mỗi vận động viên, góp phần nâng cao trình độ và ý thức thi đấu chuyên nghiệp cho mỗi vận động viên. Giải bóng bàn chung cư Hà Nội lần thứ nhất năm 2022, tranh cúp Campito sẽ có sự góp mặt của 48 đội bóng với 222 vận động viên đến từ các nhà chung cư trên khắp địa bàn Hà Nội. Giải diễn ra trong 2 ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2022 tại nhà thể chất trường tiểu học Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cùng lắng nghe ý kiến từ đại diện ban tổ chức, đại diện nhà tài trợ chính Campito và các vận động viên chia sẻ cảm xúc tại giải lần này. Xin chào các bạn, đây là cái giải đấu lần đầu tiên dành cho các vận động viên bóng bàn, những người chơi bóng bàn là cư dân ở các chung cư ở Hà Nội. Thì hiện nay ở Hà Nội là có hơn 3.000 chung cư và hầu như là cái tòa nhà nào thì cũng có một câu lạc bộ bóng bàn. Đó là ở các cái phòng sinh hoạt cộng đồng là một cái nơi mà rất phù hợp với mô hình đặt bàn bóng bàn cho các vận động viên. Và các vận động viên ở các chung cư ấy thì rất là đam mê bóng bàn và có một cái nhu cầu rất lớn, đó là được tham gia giao lưu thi đấu cọ sát với các cái câu lạc bộ khác cũng như là hòa nhập vào các cái giải đấu phong trào bóng bàn. Và xuất phát từ cái nhu cầu đó thì chúng tôi ở Diễn đàn Bóng bàn Việt Nam cũng là một thành viên của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, chúng tôi đã quyết định là tổ chức cái giải đấu dành riêng cho các cư dân ở các cái chung cư ở Hà Nội. Xin cảm ơn ông và Diễn đàn Bóng bàn đã tạo ra một sân chơi rất thú vị dành cho các tay vợt đam mê bóng bàn trên địa bàn thủ đô. Và hy vọng rằng đây sẽ là một giải đấu tiền đề nhưng sẽ tiếp bước thành công của những mùa giải tiếp theo. Và chúc giải đấu thành công và hẹn gặp lại ông ở trận thi đấu sắp tới. Vâng, xin cảm ơn và chúc cho tất cả mọi người có sức khỏe dồi dào, có để có thể tham gia được những cái hoạt động thể thao, cũng như là chúc cho cái giải đấu của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Vâng, thì như hãng nhãn hiệu Campito rất hân hạnh được đồng hành cùng giải đấu của các câu lạc bộ chung cư lần này do Diễn đàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức. Thì cũng như các anh được biết, bên Campito, thương hiệu Campito có những bộ bàn, dinh chắn bóng, thảm thi đấu đạt tiêu chuẩn tốt nhất. Kèm theo đó là có quả bóng bàn 3 sao mới của Campito là đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn thi đấu của ITTF, của Liên đoàn Bóng bàn Thế giới. Và cũng nhân đây thì cũng Campito cũng rất là hân hạnh được đồng hành cùng tất cả các quý vị vận động viên cũng như quý vị khách quý của giải lần này. Thì cũng rất là chúc toàn thể các vận động viên là thi đấu tốt nhất và giải đấu thành công nhất ạ. Vâng, đầu tiên thì là thay mặt các cái vận động viên tham gia cái giải bóng bàn chung cư lần đầu tiên tại Hà Nội thì tôi cũng rất là cảm thấy là vui và rất là hồi hộp khi lần đầu tiên được tham gia một cái giải mà dành riêng cho những đối tượng là những người ở chung cư. Đó. Thì là về phía nhà tổ chức thì chúng tôi cũng rất là ghi nhận những cái sự cố gắng, mặc dù là trong cái điều kiện là mà tuy là cái giải lần đầu tiên nhưng mà là ban tổ chức cũng đã cố gắng tổ chức rất là chu đáo. Và tôi nghĩ đây là cũng là một cái sân chơi rất là tốt để giúp cho cái phong trào bóng bàn phát triển và hoặc là cũng là giúp là nâng cao sức khỏe cho mọi người. Đấy, và đặc biệt là đối với cái cư dân sinh sống tại chung cư Hà Nội mà ngày càng phát triển thì tôi nghĩ là đây nó cũng là một hoạt động rất là tốt và cần được nhân rộng. Yeah. Vâng, xin cảm ơn. Chúc cho anh sẽ có nhiều kỷ niệm tại giải đấu này cũng như chung cư của anh sẽ có thành tích cao. Xin hẹn gặp lại và chúng ta sẽ gặp nhau ở trong giải đấu. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn chương trình.